Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Muse Khải Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Phải xây dựng cấp ủy và đội ngũ cán bộ cấp ủy chuyên nghiệp, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là lưu ý của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Lễ hội Điền Huế Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Muse Khải Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Dự lễ kỷ niệm có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Hội đồng Di sản Quốc gia và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cách đây tròn 100 năm, ngày 24 tháng 8 năm 1923, vua Khải Định cho phép thành lập tại kinh đô Huế một bảo tàng nhằm quy tụ những tác phẩm nghệ thuật thể hiện đời sống xã hội, tục lệ và chính trị của nước Đại Nam. Khâm sự trung kỳ ký nghị định số 1291 thành lập Muse Khải Định đặt tại Tân Thơ Viện, đánh dấu sự ra đời của một trong những bảo tàng được thành lập sớm nhất tại Việt Nam. Trải qua biển thiên của lịch sử, dù nhiều lần được thay đổi tên gọi, nhưng những thế hệ cán bộ quản lý nhân viên của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế vẫn luôn gìn giữ và phát huy giá trị. Hiện nay, bảo tàng lưu giữ, bảo quản và trưng bày hơn 11.000 hiện vật, trong đó có 8 hiện vật bộ hiện vật với 33 hiện vật đơn lẻ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Phần trưng bày chính tại Điện Long An đem đến cho du khách một cái nhìn tổng quan về đời sống của hoàng gia Triều Nguyễn. Ngoài cả hoạt động sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày hiện vật ở Điện Long An, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế còn thực hiện tốt việc tổ chức trưng bày, tái hiện không gian nguyên thủy của các công trình kiến trúc tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế, tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh khu di sản Huế. Trao tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng nhắn nhủ: dịp kỷ niệm, bên cạnh đánh giá những thành tựu đạt được, cũng đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm đưa Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày một phát triển. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị chủ quản của bảo tàng, chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt thông báo số 137 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng liên quan đến nội dung xây dựng bảo tàng, tăng cường và đổi mới nội dung giáo dục di sản cho học sinh sinh viên, nghiên cứu các cơ chế chính sách để sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Bảo tồn Di sản Huế cho việc mua, đấu giá cổ vật phục vụ nghiên cứu trưng bày, đồng thời chủ trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ bảo tàng, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trưng bày triển lãm và bảo quản hiện vật, làm tổ công tác kiểm kê, thực hành bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học cho hiện vật và các sưu tập hiện vật tại bảo tàng. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, chiều nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày cổ vật với chủ đề Từ Muse Khải Định đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Tham dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ. 100 hiện vật đặc sắc nhất liên quan đến vua Khải Định, vị hoàng đế thứ 12 của Triều Nguyễn được lựa chọn trong bộ sưu tập tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để giới thiệu đến công chúng trong dịp đặc biệt này. Tiêu biểu trong số này là cả kim bảo, ngọc tỷ. Trong 12 năm trị vì của mình, vua Khải Định có 12 kim bảo và ngọc tỷ, biểu trưng cho vương quyền của vua Khải Định, còn có thanh bảo kiếm mang tên An Dân Bảo Kiếm, được chế tác từ nhiều chất liệu, gồm vàng, đồi mồi, thủy tinh, sắt. Những hiện vật này phần lớn do ngư xưởng sản xuất, chế tác để phục vụ cho vua, hoàng gia và cung đình. Một số khác được đặt hàng từ nước ngoài, chủ yếu từ Trung Hoa, Pháp, Anh với các dòng hiệu đề và lạc hoàng. Triển lãm trưng bày ngoài mục đích tri ân vị hoàng đế đã có công sáng lập Muse Khải Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cũng ghi nhận nỗ lực của các thế hệ những người làm công tác bảo tàng trong công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa Triều Nguyễn nói chung. Thưa quý vị và các bạn, trong 143 năm tồn tại, Triều Nguyễn đã để lại trên vùng đất Huế hệ thống thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm.
cùng với đó là hệ thống cổ vật phản ánh đầy đủ các mặt đời sống của cung đình thời Nguyễn. Trong tiến trình 100 năm thành lập và phát triển với nhiều biến thiên của lịch sử, Mills Garden hay Bảo tàng cổ vật cung đình Huế đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy những giá trị của hệ thống cổ vật đó. Không dừng lại những gì đã làm được, bảo tàng tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn cho chặng đường phát triển mới phía trước. Kiến trúc rất là đẹp và rất là ấn tượng mà rất là gần gũi, khác với lại cái sơn son thiếp vàng mà mình thấy ở trong cái cung điện. Và những cái cổ vật ở đây á, thì rất là quý và có những thứ mà em chưa thấy bao giờ. Khi mà bước chân vô đây, mình thấy một cái không gian nó rất là cổ kính, làm mình rất là hoài niệm. Theo con học ở trong sách lịch sử á, là con chưa được thấy mấy cái này bao giờ, nên là vô đây cảm giác rất là mới lạ và mình muốn khám phá nhiều cái mới. Tất cả nó rất là cổ kính, về các đời vua ngày xưa để lại là giúp cho mình là nhìn thấy là những cái gì ngày xưa các vua quan ngày xưa là rất là đặc sắc. Từ tên gọi ban đầu là Mills Garden hay Bảo tàng cổ vật cung đình Huế ngày nay, điều làm nên những giá trị đặc sắc và độc đáo của bảo tàng chính là sự kết hợp cộng hưởng giữa kiến trúc điện Long An, cung điện được các nhà phê bình mỹ thuật người Pháp đánh giá đẹp nhất kinh đô Huế, cùng với những bộ sưu tập cổ vật Huế xưa, phần lớn có xuất xứ từ cung đình Nguyễn và các tác phẩm tiêu biểu của điêu khắc Champa. Đây là bảo tàng đầu tiên thời kỳ quân chủ và cũng do chính hoàng đế bảo trợ. Thứ hai nữa là bảo tàng lại được nhà vua chỉ định là cho phép sử dụng cái công trình điện Long An làm trụ sở chính. Mà như chúng ta biết thì điện Long An là cái công trình kiến trúc được đánh giá là đẹp nhất trong các cái cung điện ở Huế, có cái lịch sử gắn với vị vua văn hay chữ tốt đó là vua Thiệu Trị. Bên cạnh cái việc là bảo tàng là được may mắn sở hữu nhiều cổ vật có nguồn gốc từ cung đình Huế một cách khá là toàn diện. Sở hữu gần 11.000 cổ vật thuộc các bộ sưu tập, Bảo tàng cổ vật cung đình Huế không chỉ là nơi cất giữ, bảo quản mà luôn nỗ lực làm sống lại thời kỳ hoàng kim của cả công trình kiến trúc triều Nguyễn thông qua trưng bày cổ đình tại điện Long An và thực hiện nhiều trưng bày chuyên đề tại Đại Nội, Cung An Đình, lăng tẩm các vua triều Nguyễn ở Huế. Tham gia triển lãm và trưng bày cổ vật tại các sự kiện văn hóa nghệ thuật trong nước và ở các nước. Tăng cường hợp tác để hoán đổi hay mượn cổ vật đưa về trưng bày phục vụ du khách tham quan. Bắt nhịp với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ, những năm gần đây, đơn vị cũng đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại trong trưng bày, sổ hóa, giới thiệu cổ vật, tăng trải nghiệm tương tác của du khách. Bảo tàng thì từ năm 2017 cũng đã triển khai thí điểm cái việc giới thiệu thông qua ứng dụng kỹ thuật số, giới thiệu không gian trưng bày số hóa và giới thiệu các hình ảnh 3D về các bảo vật quốc gia. Ngoài ra thì bảo tàng cũng bắt đầu tiếp tục số hóa nhiều cổ vật để mà có cái cơ sở dữ liệu từ Internet hoặc từ các cái mạng xã hội, thì bảo tàng cũng liên tục đưa thêm nhiều cái thông tin để có thêm nhiều đối tượng công chúng tiếp cận. Là một thiết kế đặc biệt có ý nghĩa trong tiến trình lịch sử của vùng đất cổ đô Huế, kỷ niệm 100 năm cũng là thời điểm đánh dấu cho chặng đường phát triển mới của bảo tàng. Khi trong chuyến thăm và làm việc vào cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của tỉnh về chủ trương xây dựng khu vực trưng bày mới cho Bảo tàng cổ vật cung đình Huế. Chúng tôi đang hình thành một cái bảo tàng theo một cái hướng sẽ đưa tạo dựng một không gian mới trên cái cơ sở là sẽ nghiên cứu để tạo dựng lại cái không gian bảo tàng cổ vật cung đình, và theo cái phong cách là xây dựng một bảo tàng nó tương thích và nó đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật cũng như là mỹ thuật để nhằm giới thiệu một cách đầy đủ nhất cái bộ sưu tập của bảo tàng cổ vật cung đình đang cất giữ. Chúng tôi cũng hướng đến phương thức trưng bày bằng cách là tái tạo các cái không gian bằng cách dùng công nghệ số. Một không gian trưng bày mới phù hợp với không gian di sản nhưng phải đạt được tính hấp dẫn và hiện đại, đồng thời nâng cấp từ bảo tàng hạng hai trở thành bảo tàng hạng nhất. Hy vọng những định hướng mục tiêu này sẽ sớm trở thành hiện thực để Bảo tàng cổ vật cung đình Huế sẽ có những bước phát triển mới trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Chuyển sang những tin tức hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn. Phải xây dựng cấp ủy và đội ngũ cán bộ cấp ủy chuyên nghiệp, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là lưu ý của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và hệ thống chính trị cơ sở xã Phú Thuận về tình hình triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy. Cùng làm việc có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, công tác đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo được xã Phú Thuận tích cực thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 34 hộ, chiếm 1,44%. Hộ cận nghèo còn 74 hộ, chiếm 3,26% tổng số hộ dân toàn xã. Công tác xây dựng đảng có những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được kiện toàn, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, đến nay, đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát 132 trên 141 đảng ủy xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Phú Thuận trong triển khai, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai các phong trào, cuộc vận động do tỉnh và huyện phát động hiệu quả. Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý vấn đề đặt ra là phải xây dựng cấp ủy và đội ngũ cán bộ cấp ủy chuyên nghiệp, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với các vấn đề thực tiễn với địa bàn khu dân cư. Phần đầu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và hệ thống chính trị cơ sở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc vào sáng nay về khảo sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác nhân vận ở cơ sở và thực trạng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lộc Trì có cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người hơn 50 triệu đồng. Đến cuối năm 2022, xã còn 84 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,77%. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị xã Lộc Trì đã có nhiều chính sách đúng đắn trên các lĩnh vực. Đời sống kinh tế người dân ngày càng phát triển, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Lộc Trì là xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo xã cần tận dụng tiềm năng, thế mạnh của mình để phát triển, hoàn thiện các tiêu chí, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các dự án, tuyên truyền vận động người dân tham gia tích cực vào tiến trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian đến. Sáng hôm nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đến gặp gỡ đồng viên giáo viên cán bộ trường tiểu học số 1 Lộc Trì nhân dịp chuẩn bị vào năm học mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị giáo viên, cán bộ nhà trường tiếp tục nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh, xây dựng môi trường văn hóa học đường, hướng tới xây dựng trường tiểu học kiểu mẫu, duy trì hưởng ứng phong trào chủ nhật xanh, phong trào kế hoạch nhỏ, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất đạt chuẩn theo yêu cầu. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện đề án ngày chủ nhật xanh gắn với việc quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương thẳng thắn chỉ ra các tồn tại hạn chế để có phương án tổ chức tốt hơn trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 34 đợt đồng loạt ra quân, có 4.794 đợt của xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân với sự tham gia của hơn 575.284 lượt người tham gia. Có khoảng 4,3 tấn rác được thu gom, vận chuyển và xử lý, hơn 100 km tổng chiều dài, diện tích cả khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển, đường liên thôn, liên xóm được làm vệ sinh môi trường. Hơn 1.000 cây thảm cỏ được trồng mới, trồng bổ sung, chăm sóc và phục hồi. Tại cuộc họp, các đơn vị địa phương cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai như tình trạng rác thải và công tác xử lý, thu gom rác thải tại một số nơi vẫn còn tồn đọng. Một số nơi tổ chức hoạt động còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Nguồn kinh phí để đầu tư cho công tác vệ sinh môi trường và tôn tạo cảnh quan tại các cơ quan đơn vị còn hạn chế. Việc phân loại rác vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị lãnh đạo các đơn vị địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo sự vào cuộc và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị đối với phong trào ngày chủ nhật xanh, đưa phong trào ngày một lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai cần đi sâu vào từng chuyên đề cụ thể, đăng ký các chủ đề theo đặc trưng của từng địa phương.
Quá trình triển khai có đánh giá kết quả theo tháng, theo quý, lập danh sách những điểm nóng về rác thải để tập trung giải quyết từng tuần, từng tháng. Ngoài ra, quá trình triển khai thực hiện đề án chủ nhật xanh phải gắn với việc quản lý trật tự đô thị nhằm chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, tạo môi trường sống an toàn cho người dân, để lại ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Huế. Chuyển qua những tin tức khác, lắng nghe trẻ em nói là chủ đề diễn đàn giao lưu chia sẻ mô hình câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sáng nay tại thành phố Huế. Chương trình với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là dịp để các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ, lắng nghe, tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề cấp thiết đang đặt ra đối với trẻ em. Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi là một trong bốn mô hình quan trọng được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp triển khai. Với chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025 là 1.800 câu lạc bộ được củng cố, thành lập mới tại vùng đặc biệt khó khăn của 40 tỉnh thành. Đến nay, toàn quốc đã thành lập vận hành được 550 câu lạc bộ. Diễn đàn lắng nghe con nói với các thông tin đa chiều về các vấn đề trẻ em dân tộc thiểu số đang phải đối mặt, nhất là những vấn đề đặc thù tại các khu vực tỉnh miền Trung. Qua những chia sẻ về mô hình câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi đã cho thấy hoạt động hết sức cụ thể, thiết thực từ các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ thúc đẩy thực hiện hiệu quả quyền trẻ em, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác thông tin trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là nội dung của lớp tập huấn được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào sáng nay. Lớp tập huấn với sự tham gia của 100 học viên đến từ các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến bức xạ. Tham gia khóa đào tạo, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về hệ thống quy định pháp luật về an toàn bức xạ, các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, công tác quản lý thông tin trong ứng phó các sự cố bức xạ và hạt nhân tại cơ sở, các tình huống thông tin trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cũng như hướng xử lý. Khóa tập huấn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức về an toàn bức xạ, khuyến khích các cơ sở tiến hành công việc bức xạ tìm hiểu, ứng dụng có hiệu quả các thông tin về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, gắn với tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thuộc thẩm quyền quy định của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Điền Huệ Nam hay lễ hội Điền Hòn Chén được biết đến là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y Anna, được cử hành vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch hàng năm. Lễ hội là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích, đồng thời đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận, thu hút khách du lịch đến với Huế. Diễn ra trong 3 ngày từ 23 đến 25 tháng 8, lễ hội Điền Huệ Nam tháng 7 âm lịch được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Đây là hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn với bảo tồn và phát huy di tích Điền Huệ Nam, vừa tạo ra không khí vui tươi phấn khởi cho người dân tham gia lễ hội, vừa tuyên truyền giáo dục giá trị văn hóa tốt đẹp của lễ hội, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo khách du lịch đến với Huế. Có thể nói cái lễ hội Điền Huệ Nam là một trong những cái lễ hội mà rất đặc biệt, bởi vì nó vừa là cái lễ hội dân gian nhưng mà lại mang cái yếu tố cung đình. Nó là một cái sự mà đan xen rất là đặc biệt và có lẽ rất là đây là một trong những trường hợp tương đối lạ, là cái việc từ một cái lễ hội dân gian mà lại được cung đình hóa, được đích thân các vua Nguyễn sắc phong thần, rồi thậm chí tham gia trực tiếp về cái quy định về lễ hội, tham gia trực tiếp vào rất nhiều hoạt động. Và chính vì cái tính chất cung đình đặc biệt này mà nó có cái mối liên hệ rất là chặt chẽ trong cái hệ thống di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn. Với quy mô hơn 80 bằng, án và thuyền đơn tham dự lễ hội, 25.000 người dân và du khách từ khắp mọi nơi đã đến với Điền Huệ Nam, hòa cùng với các làn điệu châu văn xứ Huế đặc sắc. Cũng như nhiều tôn giáo tín ngưỡng khác, tín ngưỡng thờ mẫu ở Điền Huệ Nam góp phần hướng con người sống lương thiện, phân biệt rõ cải thiện và cải ác, biết yêu thương con người và giúp đỡ những người nghèo khổ. Bản thân chị thì năm nào chị cũng đi hết, nói chung là chị đi mấy chục năm đi. Cái năm nào chị cũng lên cúng tế và năm nào chị cũng đi ra điện hết. Nên chi là cái bản tâm của chị, là tâm linh của chị là thoải mái. Mình đi về được cái vinh dự của bản thân mình.
Tôi thì lần đầu tiên tôi mới đến đây, nhưng mà tôi có một cái cảm nhận tới đây nó rất là trong trí, cái không khí ở đây nó trong lành, ấm áp, thấy vấn đề mà tâm linh cũng uy nguy. Tôi rất là thích nơi đây. Có mà duyên thì có thể nhiều lần thì sẽ đến đây. Và trong cái dịp lễ này tôi rất là thích. Trong khuôn khổ các hoạt động tại lễ hội Điện Huệ Nam còn có lễ chánh tế và cầu nguyện quốc thái dân an, lễ hành hương của đạo hữu cùng nghinh thánh mẫu và hội đồng tử phụ lên dự tế lễ tại đình làng Hải Cát, sinh hoạt lễ hội tại khu vực đình làng Hải Cát, lễ chánh tế tại đình làng Hải Cát hồi loan về Điện Huệ Nam, lễ hoàng tạ và bế mạc lễ hội tại Điện Huệ Nam vào ngày 25 tháng 8. Các hoạt động nghi thức được tổ chức theo đúng bản chất ý nghĩa lịch sử văn hóa. Ban tổ chức lễ hội đã thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Lễ hội truyền thống Thánh Mẫu là của Huế nói riêng và cả nước nói chung, thì cái lễ hội truyền thống của Huế chúng ta là nó mang cái màu sắc rất là đặc trưng, bởi vì đây là một cái tín ngưỡng tâm linh dân gian đã có từ lâu đời và đã được truyền về cho ngôi cộng đồng dân cư là vào thời Triều Nguyễn. Là vào Triều Nguyễn thì vua Gia Long ông đã cho dựng cái Điện Huệ Nam, và từ đó thì cái niềm tin của cộng đồng dân cư càng ngày càng mở rộng ra và càng ngày càng là biết để phụng sự Thánh Mẫu Liệt Thánh Chư Tiên. Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 âm lịch là một trong những hoạt động thuộc lễ hội mùa thu nằm trong khuôn khổ Festival Huế năm 2023. Lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di sản gắn với di tích, mà đây còn là dịp để thực hành nét đẹp tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Di sản phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, được thể hiện một cách độc đáo để thu hút khách du lịch. Công an thành phố Huế vừa trao trả lại hộ chiếu và nhiều giấy tờ cá nhân cho bà Della Pina Michela, quốc tịch Ý, do không may đánh rơi. Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Huế tiếp nhận thông tin từ em Đỗ Quang Huy, sinh năm 2005, sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố, về việc nhặt được một túi sách bên trong có một hộ chiếu, một căn cước công dân và nhiều thẻ ngân hàng cùng với một số vật dụng cá nhân mang tên Della Pina Michela, quốc tịch Italia. Công an thành phố Huế nhanh chóng tổ chức xác minh và liên lạc được bà Della Pina Michela. Ngay sau đó, Công an thành phố Huế tiến hành thủ tục trao trả. Nhận lại được giấy tờ tùy thân, bà Della Pina Michela bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an thành phố Huế và em Đỗ Quang Huy. Tin tức về thể thao, giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đã khai mạc vào chiều ngày hôm nay tại sân vận động Tự Do Huế. Tham dự giải năm nay có 17 đội bóng là các câu lạc bộ bóng đá phong trào mạnh hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt nhằm tăng cường sự cọ sát và tính chất chuyên môn, giải năm nay còn có sự góp mặt của các cầu thủ trẻ đã thi đấu ở đội U15 và U17 tỉnh nhà. Trong gần 3 tuần diễn ra sôi nổi, các đội bóng sẽ chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau 3 lượt trận, chọn 8 đội đã tứ kết, bán kết và chung kết. Được tổ chức đều đặn từ năm 2012 đến nay, giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ tỉnh đã dần trở thành một sân chơi thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu bóng đá ở lứa tuổi cầu thủ trẻ. Qua đó, phát triển những tài năng trẻ cho bóng đá tỉnh nhà. Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn câu lạc bộ Cory và câu lạc bộ Yuka miền Trung đã được diễn ra với thế trận cởi mở, hấp dẫn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.